Trùng đế giày Paramecium. Trùng đế giày là cái tên quen thuộc mà ta thường nghe nói đến trong xe giáo khoa. Hôm nay chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn loài này dưới kính hiển vi. Tôi sẽ làm một loạt video mô tả những thứ mà tôi quan sát và hiểu được về loài này. Chúng ta sẽ có cái nhìn chung về loài, sẽ tìm hiểu về cách thức ăn uống và bài tiết của chúng. Chúng ta sẽ xem chúng phân chia như thế nào và chúng ta cũng sẽ tận mắt chứng kiến những giây phút cuối cùng của con vật và nhiều thứ khác nữa. Tôi có một bình chứa nước ứ đọng khoảng 3 tuần rồi. Đầu tiên tôi lấy đất ngoài đồng và bỏ vào một ít tạo. rồi sau đó đổ nước lọc vào. Khoảng 3 tuần sau, trên mặt nước xuất hiện một lớp màng dày như thế này. Tôi lấy một chút màng đặt lên lam kính đã có sẵn vài giọt nước, rồi đặt lam men lên, rồi quan sát nó dưới kính hiển vi. Kích thước của miếng màng màu nâu này là khoảng 2 mm. Đây chính là lớp màng ở độ phóng đại 40 lần. Lớp màng có màu nâu này chứa rất nhiều những sợi như sợi nấm số tàu lục đơn bào và vô số vi khuẩn. Những sợi dài này là sợi nấm. Những chấm xanh to và nhỏ này là tạo đơn bào. Còn vô số những vật nhỏ đang đậu đậy này là vi khuẩn. Và có tới hàng trăm ngàn, hàng triệu con vi khuẩn trong cái mẫu này. Tôi gọi miếng màng nhỏ này là hòn đảo. Xung quanh hòn đảo có rất nhiều con động vật nguyên sinh đang di chuyển như ta đang thấy. Đây là độ phóng đại 100x. Những con vật đang có vẻ rất thành thơi này chính là trùng đế dày. Trong chúng giống hệt như một đàn bò đang gậm cỏ. Dưới nền đen thì trông chúng như thế này. Tuy nhiên để nhìn thấy rõ các chi tiết bên trong cơ thể chúng, thì nền trắng vẫn tốt hơn. Đây là độ phóng đại 200 lần. Trùng đế dày tương đối lớn, có thể dài tới 1/3 mm nên chúng đã được phát hiện và mô tả từ rất sớm. Khi ký hiển vi mới được phát minh, tên gọi mô tả rất chính xác hình dạng chung của chúng. Trùng đế dài là động vật đơn bào, tức là toàn bộ cơ thể nó chỉ có một tế bào duy nhất. Tuy vậy, cấu tạo của nó cũng khá phức tạp. Dễ nhận ra nhất là chúng có nhiều lông xung quanh cơ thể. Những cái lông ngắn này vừa giúp chúng di chuyển, vừa giúp chúng kiếm ăn. Khi di chuyển chúng thường xoay vòng quanh trục dài cơ thể như thế này. Bọn chúng cũng có thể di chuyển theo đường thẳng với tốc độ nhanh khủng khiếp nếu cần thiết. Trùng đế giày có thể di chuyển theo cả chiều xuôi và ngược. Tuy vậy, chúng có hướng đầu đuôi khá rõ ràng. Ví dụ trong cảnh này, cả lũ có hướng cơ thể rất giống nhau. Tôi coi phần nhọn hơn là đầu, còn phía kia là đuôi. Đây là cảnh bọn trùng đế giày xếp hàng kiếm ăn ở phía ngoài rìa lamen. Là cái đường màu đen này. Ở đây ta cũng thấy bọn chúng thò đầu ra, chứ không thò đuôi ra khỏi phạm vi lamen. Tôi sẽ đề cập chi tiết hơn tới hành vi này của con trùng đế giày ở phần sau của video. Trùng đế giày có cơ thể rất mềm dẻo và linh hoạt. Chúng có thể dễ dàng chui qua các khe hẹp hoặc gập người lại để quay đầu. Bọn chúng có phản xạ gặp những ngại vật khá dễ thấy Mỗi khi chạm vào cái gì đấy Bọn chúng sẽ lùi lại một chút Rồi tiến lên theo hướng cũ Hoặc hơi đổi hướng một tí bọn động vật nguyên sinh thường không thích ánh sáng mạnh khi quan sát dưới cái hiển vi ta thường phải dùng ánh sáng khá mạnh khiến bọn chúng không thích bọn chúng có thể cho mình quan sát một lúc rồi bỏ đi chỗ khác ánh sáng mạnh có thể rất có hại cho các vi sinh vật thậm chí có thể khiến chúng bị chết nếu bị chiếu sáng quá lâu có lẽ là vì tia uv trong ánh sáng tôi sẽ làm một thí nghiệm kiểm tra phản ứng của con trùng đế dày với ánh sáng ở phần sau Chúng ta vừa có cái nhìn tổng quát về trùng đế giày, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cấu tạo cơ thể của chúng, đặc biệt là những cấu tạo có liên quan tới việc ăn và bài tiết, hai hoạt động sống còn với mọi cơ thể sinh vật, dù đơn giản như vi khuẩn hay phức tạp như mèo. Trước khi mô tả chi tiết quá trình ăn uống của trùng đế giày, tôi muốn cho các bạn xem hình vẽ cấu tạo của nó để biết là mình đang xem cái gì. Đây là hình vẽ từ Wikipedia và tôi dịch sang tiếng Việt. Còn ảnh kia là tôi chụp trùng đế giày là sinh vật đơn bào tức là toàn bộ cơ thể nó chỉ có một tế bào để chứa thức ăn để tiêu hóa để bài tiết nó không có các cơ quan chuyên biệt mà nó phải dựa vào các túi gọi là các không bào khi tôi nói tới các không bào tức là tôi nói tới các túi ở trong cơ thể nó này các túi này chỉ đơn giản là một lớp màng tạo nên nhờ lipid mà thôi trùng đế giày có một phần lõm vào gọi là rãy miệng cuối rãy miệng là lỗ miệng tại đây các không bào liên tục được hình thành khi thức ăn là các mảnh màu vàng này đi vào trong rãy miệng các lông liên tục hoạt động của nó sẽ đẩy thức ăn và cả nước nữa tới lỗ miệng và đi vào trong không bào chứa thức ăn. Không bào này dần dần to lên và sẽ tách ra khỏi lỗ miệng khi đạt tới một kích thước nào đó. Lỗ miệng khi này sẽ tạo nên một không bào mới để thay thế, còn không bào chứa thức ăn sẽ đi vào trong cơ thể con vật để thực hiện quá trình tiêu hóa. Bây giờ ta sẽ xem video thực tế xem mọi việc diễn ra như thế nào. Cơ thể trùng đế giày không tròn trịa đơn giản như củ khoai mà phần đuôi của nó hơi bẻ hơn và từ đó có một rãnh lõm sâu vào trong gọi là rãnh miệng, như mình họa trong hình vẽ lúc nãy. Đây chính là rãnh miệng của nó. Bây giờ con trùng đế giày này sẽ xoay mấy vòng quanh cơ thể để các bạn có thể nhìn thấy các rãnh miệng với vô số những lông ngắn xung quanh. Các lông ngắn dọc theo rãnh miệng hoạt động liên tục để cuốn nước và thức ăn vào trong miệng, tương tự như ta và cơm bằng hàng ngắn chiếc đũa vậy. Khi trùng đế dày kiếm ăn, các lông ngắn của nó chuyển động qua lại rất nhanh, tạo nên dòng nước rất là mạnh để đưa những vi sinh vật khác như vi khuẩn tạo và nấm đơn bào vào miệng. Ta thấy rất rõ dòng nước chảy trong video này. Phần cuối rãnh miệng được nối với miệng của con vật và miệng được nối ngay với không bảo tiêu hóa. Có quá nhiều thức ăn đang đi vào trong túi chứa thức ăn, dòng nước cuốn vào thật là khủng khiếp. Khi không bảo tiêu hóa có đầy thức ăn, nó sẽ tách ra khỏi miệng. Các bạn có thể thấy lúc không bảo bắt đầu tách ra khỏi miệng, chính là lúc mà không bào không còn tròn nữa mà hơi bị kéo dài ra ngay sau đó một không bào mới sẽ được hình thành để thay thế ở miệng để đón thức ăn mới không bào qua thức ăn sau đó di chuyển vào trong cơ thể con vật enzyme hay là men tiêu hóa đấy từ trong tế bào chất sẽ đi vào trong không bào tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn ở đoạn này ta có thể thấy vật chất trong cơ thể con vật không nằm im một chỗ mà chuyển động liên tục. Sự dịch chuyển này được gọi là dòng chảy tế bào chất. Như đã nói, trùng đế rời ăn vi khuẩn, tạo đơn bào và các độ vật nguyên sinh nhỏ hơn. cái chấm xanh nhỏ trong người con này là tạo đơn bào. Còn cấu trúc như tấm pin mặt trời hay hình bàn cờ này là một quần thể vi khuẩn của một loài thuộc nhóm vi khuẩn lam. Còn đây là một con động vật nguyên sinh khác bị quấn vào túi tiêu hóa của con trùng đế dày. Ta thấy trùng đế giày liên tục đưa nước và thức ăn vào người. Một quá trình tất yếu khác cũng phải diễn ra, đó là loại bỏ bớt nước. Hãy xem lại hình vẽ phác họa cấu tạo của trùng đế giày. Để loại bỏ nước khỏi cơ thể, trùng đế giày cũng phải nhờ tới một loại không bào gọi là không bào co bóp. Nó có khả năng phình to lên để chứa nước thải, sau đó co lại để đẩy nước thải ra ngoài. Xung quanh không bào co bóp là các kênh tọa tròn có nhiệm vụ dẫn nước từ tế bào chất của con trùng đế giày đến không bào co bóp. Như vậy, chúng tạo thành một hệ thống ống dẫn vào bóng bơm. Các không bào này thường xuyên được tạo mới ở sát màng tế bào. Đây là quá trình đi nhẹ của con trùng đế giày. Đầu tiên, nước được các kênh tỏa tròn đưa tới, khiến các kênh này phồng lên. Các kênh sau đó đổ nước vào không bào có bóp cùng một lúc, khiến không bào có bóp phồng lên. Các kênh lúc này đã thu nhỏ lại. Không bào có bóp giữ lượng nước này một lát. Lúc này nước đổ vào các kênh một nhiều hơn, khiến chúng phồng lên nhưng chúng chưa thể đổ nước vào không bảo co bóp được vì không bảo co bóp vẫn còn chứa lượng nước ban nãy rồi không bảo có bóp co lại đẩy hết nước ra ngoài kích thước của nó trở lại mức rất nhỏ ban đầu lúc này các kênh tỏa tròn đổ hết nước vào không bảo co bóp rồi thu nhỏ lại và chu trình cứ thế tiếp diễn với sự xuất hiện của các kênh tỏa tròn và sự co bóp của không bảo co bóp để thải các thức ăn không tiêu hóa được con trùng đế giày cũng phải viện tới một quá trình tương tự tuy nhiên tôi chưa may mắn quay được cảnh đi nặng của con vật này cũng giống như con người, trùng đế giày phải liên tục điều chỉnh lượng nước trong cơ thể nó. Nếu nó không thể thải nước ra ngoài chẳng hạn, thì người của nó sẽ càng ngày càng nhiều nước hơn và nó sẽ bị vỡ tung. Vì con trùng đế giày liên tục đưa nước vào cùng với thức ăn, nó phải bài tiết liên tục. Ở đây ta thấy cảnh nó ăn và sử dụng không màu có bóp và các kênh tỏa tròn cùng một lúc. Đây là phần 1 của một loạt video về trùng đế giày. Các bạn hãy đón xem các video sau.